Mang gì về cho mẹ? Mang đai về cho mẹ và đừng mang huyết bầm về cho mẹ. Đừng mang huyết bầm về cho mẹ. Nếu được lựa chọn một người bạn trong showbiz để cùng thi đấu, Gil chọn ai? Và khi đã tập luyện nghiêm túc một môn nào đó thì Gil luôn muốn đấu với những người có cơ giống như là không biết nữa, không chọn được. Ý là không nghĩ ra cô cái tên này luôn. Gil có thường sinh hoạt cùng mọi người trong team duy nhất? Mọi người trong team duy nhất khá là dễ thương và rất là siêng năng. Hầu như ngày nào cũng đi tập từ chủ nhật thì chủ nhật là cả đội nghỉ. Ai là người mạnh nhất? Chắc thầy Nhất quá. Ai là người sợ đau nhất? Lúc đầu thì các chị, các bạn giống như là chị Quỳnh Anh, chị bị giật mình. Khi mà đội có những cái trận đấu tập với nhau á, thì phản kháng đòn vào một người chị khác trong đội á, thì chị cũng giật mình là khi mình đánh người ta thì cái lực nó cũng như vậy, là cả hai cùng thấp luôn. Ai là người siêng đi tập nhất? Cũng nhiều người lắm, nhưng mình để tên rồi thôi, đó là anh Tim cũng siêng nè, rồi Gia cũng siêng, cùng Nguyễn Hải Phong cũng siêng. Đúng rồi, là vì ai mà nghỉ một ngày thôi là bị cả đội vô group đó, kiểu mày làm biến hay đi nghỉ, là kiểu là như ai cũng sợ lắm, ai cũng sợ mình bị biêu ríu. Vậy Gil có siêng không? Cũng nghỉ một hai bữa trong một tháng, nhưng mà cũng khá siêng. Ai là người bứt phá nhất đội? Có vẻ là các chị á. Các chị lúc đầu là khi mà mới lại làm quen với boxing á, các chị khá là bỡ ngỡ và kiểu wow á, kiểu khá là mệt, nhưng mà gần như là sau một vài ngày đầu tập trung ai cũng rất là thích, và cái sức khỏe mọi người, cái thể lực của mọi người cũng tăng lên nhiều. Ai hay chụp ảnh dìm mọi người? Đó là cô Oanh là người suốt ngày đi cầm cái máy, ai tập ai làm gì làm là cứ quay với chụp thôi, đi dìm người khác. Và dĩ nhiên kho hình của Gil cũng rất là nhiều nha mọi người, nào là lúc bị đánh, nào lúc là tập thẫn thờ, kiểu tôi tin gì, tôi là ai, tôi ở đâu, ngồi thẫn thờ sau những buổi tập là đều bị chụp lại hết. Ai là người nhậu giỏi nhất? Nhậu á, mọi người đang đợi, tại gần như là ai cũng nghiêm túc suốt một tháng vừa rồi, ai cũng ăn uống rất là kiêng khem và rủ đi có rủ đi uống, thì ai cũng chè đá rồi nước xấu rồi này kia, rất là lành mạnh. Nhưng nghĩ là sau khi trận đấu kết thúc mà mọi người đã có một cái sự nỗ lực trên sàn đấu xong á, thì anh em sẽ có một bữa ăn liên hoan với nhau. Mang gì về cho mẹ? Mang đai về cho mẹ và đừng mang huyết bầm về cho mẹ. Đừng mang huyết bầm về cho mẹ. Phải nói là mang về cho cả nhà nữa, bởi vì khi mà ba má hay người thân biết được tham gia chương trình cũng rất là lo, nói trời sao đi mà game show riết là chơi tới cái môn gì mà đối kháng dữ vậy, rồi lỡ Tết nhất tới nơi rồi cuối năm rồi mình lỡ bầm đen bầm đỏ ở đâu hoặc là như thế nào thì sao, mà nói là không sao, bởi vì mọi người rất là kỹ thuật và rất là bảo vệ nhau, cho nên là cha mẹ hôm nay đi đấu nó cũng rất là lo, nó cũng chỉ nhắn tin là làm tốt nha con thôi, cũng bây giờ thì chưa thông báo về cho gia đình, hy vọng là con sẽ vui.